cá chúi hoa này cho ăn ốc được không ạ? Dạ xin chào bác, em là trại cá giống Kiên Cường. Thì như các bác đã biết, con chúi hoa này nó thuộc loài cá dữ và nó háu ăn, cực kỳ háu ăn luôn. Và nó có cái khả năng tiêu thụ nhiều cái thức ăn từ tự nhiên, nên là cái việc mà bác bỏ cho ăn ốc là rất là ok bác nhá. Nếu mà có ốc cho cá ăn thì còn gì bằng nữa. Bác cứ băm nhuyễn ra cho cá ăn là được, như vậy cũng cực kỳ là nhanh béo luôn. Nói chung là để đảm bảo cái sức khỏe và tăng trưởng của cá trong cái môi trường nuôi công nghiệp thì các bác lên cung cấp đầy đủ các loại thức ăn phù hợp cho cá và cái nhu cầu dinh dưỡng của cá nhé. Trong cái quá trình nuôi thì cũng có thể sử dụng cám công nghiệp để nó cung cấp cái năng lượng cũng như là chất xơ cho cá chú hoa các bác nhé. Ngoài ra các bác có thể sử dụng bã bia nhé, bã bia làm cái thức ăn phụ cho cá chú hoa, cái đấy nó cũng chứa rất là nhiều cái dinh dưỡng, có thể sử dụng nhé. Hy vọng là những cái điều em chia sẻ bên trên giúp các bác hiểu rõ hơn về các loại thức ăn của cá chú hoa này và cái cách lựa chọn đúng để đạt được cái hiệu quả tối ưu khi mà nuôi cá chú hoa. Đấy, mà các bác có quan tâm về con giống chuối này thì có thể liên hệ trực tiếp với trại cá giống Kiên Cường nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Và các bác đừng quên cho em xin một lúc follow và nhấn nút like để cập nhật những cái video mới nhất ở bên em các bác ạ.